Xin chào mọi người, mình là Yến Chi và rất vui được gặp lại mọi người tại kênh của Mr. Zero bóng đá vui nhộn. Hay tin Công Phượng sắp về nước, Hoàng Thị Loan liền thả thính. Kể từ sau khi cùng đội nhà giành huy chương vàng tại SEA Games 30 vừa qua, nữ hậu vệ Hoàng Thị Loan của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã rất được cư dân mạng yêu mến, không chỉ bởi tài năng xuất chúng mà còn vì ngoại hình quá đỗi xinh đẹp. Và sau khi được biết Loan còn đang độc thân, dân tình đã không ngần ngại mà ship cô nàng nhiệt tình với cầu thủ Công Phượng, người cũng đang được cho là FA ở thời điểm hiện tại. Hãy cùng Mr. Zero khám phá về cặp đôi đặc biệt này nhé. Đừng quên bấm nút like, share và đăng ký kênh cho Mr. Zero nào. Tạm biệt. Trong thời gian qua, Công Phượng, Nguyễn Hoàng Loan đang là cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm nhất từ phía cộng đồng mạng. Cả hai liên tục bị fan gán ghép và đẩy thuyền yêu nhau từ sau SEA Games 30. Mới đây, khi hay tin Công Phượng sắp về nước thi đấu, Red Quốc Dân không ngần ngại nhắn nhủ điều bất ngờ đến anh. Bóng đá nước nhà đã có một kỳ SEA Games 30 không thể thành công hơn khi cả U22 Việt Nam lẫn đội tuyển nữ Việt Nam đều giành những tấm huy chương vàng đầy thuyết phục ở giải đấu vừa qua. Trong khi Hùng Dũng hay Văn Hậu là một trong những ngôi sao được chú ý nhất ở đội nam, thì phía đội nữ cũng có một nhân vật được dư luận đặc biệt quan tâm thời gian gần đây. Cô gái được nhắc đến không ai khác chính là Hoàng Thị Loan, sinh năm 1995 tại Thanh Oai, Hà Nội. Nữ tuyển thủ không những xinh đẹp mà còn thi đấu rất xuất sắc ở Philippines, góp công giúp tuyển nữ Việt Nam lên ngôi hậu khu vực. Xuất thân là một trung vệ nhưng lại chơi tốt ở cả vị trí hậu vệ phải, hậu vệ trái, tiền vệ phải lẫn tiền vệ phòng ngự. Hoàng Thị Loan nhanh chóng gây ấn tượng với rất nhiều người và bỗng chốc trở thành crush quốc dân, vợ quốc dân. Chỉ trong vòng thời gian cực ngắn, lượng người theo dõi trên trang cá nhân của nữ hậu vệ câu lạc bộ Hà Nội tăng lên chóng mặt. Sau khi mang tấm huy chương vàng về cho đất nước, Hoàng Thị Loan đã có nhiều chia sẻ về bản thân, sự nghiệp. Nữ tuyển thủ sinh năm 1995 tiết lộ, có thời điểm cô đã tạm nghỉ đá bóng, nghe lời bố mẹ để không theo nghề vất vả mệt nhọc ấy nữa. Thế nhưng, cuối cùng thì cô vẫn trở lại với trái bóng tròn theo đuổi nghiệp quần đùi áo số. Có lẽ đó là cái duyên, cũng là đam mê khó từ bỏ trong Loan. Bên cạnh đó, vợ quốc dân cũng không ngần ngại chia sẻ về chuyện đời tư. Hoàng Thị Loan cho biết cô chưa có người yêu và vẫn đang tìm kiếm một nửa của đời mình. Hình mẫu của nữ tuyển thủ không có gì nhiều hơn ngoài quan tâm, biết yêu thương và thấu hiểu cho cô. Bất kể tuổi tác như thế nào, miễn là suy nghĩ trưởng thành hơn Loan. Đến thời điểm này thì em vẫn chưa duyệt được ai, một phần do chưa tìm hiểu kỹ, em không có tiêu chuẩn gì lớn. Người ấy không cần phải cao sang, đẹp trai hẳn, nổi tiếng hẳn, chỉ cần biết quan tâm, chia sẻ và chăm sóc em. Nữ tuyển thủ 24 tuổi tâm sự. Đặc biệt, trước câu hỏi thích ai nhất bên tuyển nam, cô nàng khéo léo trả lời rằng cô thích cả đội vì ai cũng đẹp trai, đá bóng hay. Ngay sau đó, dân tình không ngần ngại ship Loan với một chàng cầu thủ cùng tuổi. Và người đó không ai khác chính là Công Phượng, người cũng đang được cho là FA ở thời điểm hiện tại. Đặc biệt, sau khi cặp đôi được biết đến nhiều hơn, cộng đồng mạng bất ngờ chia sẻ bức ảnh Hoàng Thị Loan đang trò chuyện FaceTime với chân sút gốc Nghệ An. Bị hỏi về bức ảnh này, nữ tuyển thủ nhanh chóng giải thích: Công Phượng á, không có gì đâu, chắc mình không hợp với Công Phượng đâu, Công Phượng như thế mà ai vỡ tới được. Crush quốc dân liên tục khẳng định cô nàng với tiền đạo mang áo số 10 chỉ là tin đồn và trên thực tế đó cũng chỉ là ảnh ghép của các fan vì quá yêu mến cặp đôi này mà muốn ghép đôi hai người lại với nhau. Được biết, CB10 sắp rời Bỉ để trở về Việt Nam ký hợp đồng với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Câu lạc bộ này sẽ mua lại nửa năm hợp đồng của Công Phượng từ Shin Chuden có thời hạn đến tháng 6 năm 2020 với mức giá rơi vào khoảng 100.000 euro, tức là hơn 2,5 tỷ đồng. Biết được thông tin này, dân mạng lại rần rần đẩy thuyền cho cả hai. Trên trang cá nhân của mình, Hoàng Thị Loan cũng chia sẻ về điều đó bằng một phát ngôn vô cùng hài hước. Cụ thể, trong đoạn livestream trên Facebook cùng nữ tuyển thủ Phạm Hải Yến, crush quốc dân đã thẳng thắn thổ lộ khi nhiều người hâm mộ dò hỏi về Công Phượng. Thậm chí với những bình luận nhiệt tình đẩy thuyền như anh Phượng sắp về rồi nha, tìm hiểu Công Phượng đi chị ơi. Hot girl tuyển nữ trả lời, Công Phượng về thăm nhà Phượng chứ có thăm Loan đâu, Phượng có biết Loan là ai đâu. Hơn nữa, nếu mà tìm hiểu thì phải để Công Phượng tìm hiểu Loan chứ làm sao mà Loan đi tìm hiểu Công Phượng được. Với cả anh ý còn hơi xa nên Loan chưa bước tới được. Hoàng Thị Loan khiêm tốn khi nhắc về chàng tiền đạo của đội tuyển Việt Nam. Tuy vậy, hậu vệ câu lạc bộ Hà Nội sớm chữa thẹn khi bày tỏ ý định muốn tập trung vào bóng đá hơn là yêu đương hay xa hơn là xây dựng gia đình. Khi được hỏi về con gái đá bóng, sợ ế chồng hay không, thì nữ cầu thủ sinh năm 1995 thẳng thắn cho biết cô không sợ. Hơn nữa, không phải là không có người muốn tìm hiểu mà hiện tại cô vẫn chưa muốn lấy chồng. Mình còn trẻ mà, vẫn còn ham chơi, ham khám phá những thứ khác như đi du lịch, đi ăn uống. Được biết, hiện tại Hoàng Thị Loan đang tập trung cùng tuyển nữ để chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 của Olympic năm 2020. Theo kế hoạch, tuyển nữ Việt Nam sẽ duy trì tập luyện xuyên Tết Nguyên Đán trước khi sang Hàn Quốc tìm kiếm tấm vé tới Tokyo. Buổi trò chuyện của Loan sau đó cũng kéo dài thêm một chút, cô đã nói rất nhiều câu chuyện vui với người hâm mộ. Nhiều người cũng hy vọng rằng nếu Hoàng Loan và Công Phượng trở thành một đôi thì làng bóng đá Việt Nam hẳn sẽ vui mừng lắm đây.
Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, ghép người không thành, cư dân mạng quay trở lại ghép ảnh. Mới đây, Công Phượng và Hậu Vệ số 4 lại tiếp tục trở thành tâm điểm của cộng đồng mạng khi xuất hiện bức ảnh cả hai đang ăn kem cùng nhau trong dịp lễ Giáng sinh. Với sức nóng của cả hai, bức ảnh này nhanh chóng được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Nhiều người còn truyền tay nhau rằng Công Phượng và Hoàng Thị Loan đang công khai hẹn hò sau một thời gian được fan ship nhiệt tình. Trong bức ảnh, cả hai đều nhìn về một hướng và nở một nụ cười ấm áp như một cặp đôi thực sự. Tuy nhiên, thực chất bức ảnh là sản phẩm của Photoshop. Trong khi Công Phượng đang ở trời Âu thì Hoàng Thị Loan đang ở Việt Nam nên cả hai đứng chung một khung hình là điều không thể. Hơn nữa, chỉ cần nhìn trang phục mà cả hai đang mặc thì cũng đã đủ hiểu. Về phần Công Phượng, tiền đạo này tỏ ra khá thoải mái trong những ngày cuối cùng trên đất Bỉ. Truy cập về trang cá nhân của chân xuất xứ nghệ thì có thể thấy anh đăng tấm hình đi chơi phố ở Bỉ và ăn kem ốc quế. Đây chính là tấm ảnh gốc trước khi được những thánh Photoshop khéo léo ghép Hoàng Thị Loan vào. Trong ảnh, Công Phượng cũng đeo theo máy ảnh để ghi lại những khoảnh khắc đẹp như một thói quen. Không những vậy, tiền đạo này còn dí dỏm bình luận rằng mượn cây kem chụp sống ảo chưa kịp ăn đã bị đòi lại. Điều đáng chú ý nhất là ngoại hình của Công Phượng khiến cư dân mạng lại cảm thấy cực kỳ thích thú. Kiểu tóc cùng nụ cười ngây ngô khiến chàng tiền đạo sinh năm 1995 trông thoải mái và hạnh phúc hơn nhiều. Có vẻ như đối với Phượng, sau cơn mưa trời lại sáng. Dự kiến, tiền đạo mang áo số 10 sẽ có mặt ở Việt Nam vào những ngày cuối cùng của năm 2019. Những điều tốt đẹp vẫn còn đang chờ anh ở phía trước và biết đâu nhờ sự nhiệt tình, hăng say đẩy thuyền của dân mạng mà làng bóng đá Việt Nam sẽ ra mắt một đôi tiên đồng ngọc nữ trong tương lai thì sao? Bạn nghĩ như thế nào nếu như Tết này Loan Phượng xâm vầy? Chắc là sẽ có nhiều chuyện để nói lắm đây. Nếu như thấy video này thú vị thì đừng ngại like, share và bấm nút subscribe cho kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!